Liên quan đến việc tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc do có đơn tố giác liên quan đến Nguyễn Phương Hằng, trao đổi với phóng viên VOV, Phó giáo sư Trần Hoàng Hải, quyền hiệu trưởng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường vẫn đang theo sát sự việc và chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Ông Hải nhấn mạnh, quan điểm của nhà trường là không bao giờ bỏ qua những chuyện làm trái pháp luật. Tuy nhiên, nhà trường cũng không thể xử lý bằng cảm xúc hay theo dư luận mà phải chờ kết luận từ cơ quan có thẩm quyền. Phó giáo sư Trần Hoàng Hải khẳng định, để xác định đúng pháp luật hay không, việc này phải có cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quyền hiệu trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đặng Anh Quân vẫn đang công tác giảng dạy tại trường bình thường do chưa có kết luận từ cơ quan có thẩm quyền. Sáng 27 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ súng tại trung tâm thành phố Biên Hòa khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng ngày 27 tháng 6, người dân phát hiện một thanh niên đang đi xe máy trên đường Nguyễn Ái Quốc hướng từ phường Tân Tiến về ngã tư Tân Phong thì gục ngã xuống đường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương, nghi bị bắn bằng súng và đã tử vong trước đó. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân là Phan Lê Thanh Sang, sinh năm 2005, ngụ thành phố Biên Hòa. Ngày 27 tháng 6, Công an phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương có báo cáo chi tiết vụ việc nữ công nhân kiểm hàng bị đánh hội đồng. Nạn nhân là NTD, 19 tuổi, quê Kiên Giang. Đối tượng kêu nhóm người đánh N là NTT, 36 tuổi, quê An Giang. Sau khi sự việc xảy ra, Công an đã mời bị hại NTT và 4 người khác lên Công an làm việc. Bước đầu xác định, vụ đánh nhau do mâu thuẫn trong quá trình làm việc. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 6, T đi làm về thì xảy ra xô xát với N và một công nhân tên Bi chưa rõ lai lịch tại đường số 6 khu công nghiệp Việt Hương. Lúc này, một số thanh niên là người thân của T đến rước thì thấy sự việc nên xông vào đánh N và Bi. Vụ ẩu đả khiến N bị thương, chảy máu vùng trán, sau đó cả hai bên bỏ đi. Hiện cơ quan công an đang xác minh làm rõ vụ việc. Liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, xảy ra tại căn hộ chung cư Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vụ án sẽ được xử kín vào ngày 21 tháng 7, phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa. Để phục vụ cho quá trình xét xử, tòa triệu tập 5 nhân chứng. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, quê Gia Lai, bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM truy tố về hai tội giết người và hành hạ người khác, theo Điều 123 và Điều 140 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, cha bị hại, cũng bị truy tố về hai tội che giấu tội phạm và hành hạ người khác, theo Điều 389 và Điều 140